Cái chuyện này không thể giải quyết bằng lời nói được rồi. Chúng ta chỉ cần giải quyết bằng vũ lực thôi. Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín HT Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video về Mini World sinh tồn YouTuber nha mọi người. Ok, trước khi vào video á, mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Ok, thì trong tập trước đó mình đã chuẩn bị được khá là nhiều đồ để mình chuẩn bị sang trong tập này mình sẽ sang mình gọi là khiêu chiến với Monster nha. Thì để bây giờ mình sẽ sắp xếp đồ thêm, mình sẽ chuẩn bị một vài cái món đồ như là thức ăn nè. Mình trong thời gian như thế tạo mình có thu hoạch được một khá là nhiều lúa mạch luôn. Và đến bây giờ mình sẽ chế tạo hết bánh mì luôn nha mọi người. Được bao nhiêu cái bánh mì đây? Chúng ta được 17 cái bánh ổ bánh mì. Và ok, thì với cái bánh mì này thì mình có thể ăn để hồi máu các thứ. Và mình nghĩ là mình nên chế tạo một cây cung luôn đi. Thì cây cung chúng ta cần những cái long vũ phải không ta? Mình không nhớ là cây cung được chế tạo bằng cái gì nữa. Thì cây cung sẽ được chế tạo bằng sợi tơ và khúc gỗ và cuối cùng là da mềm. Thì hình như là mình có mấy thứ đó hết rồi. Đây, và mình đã có đủ hết rồi. Và mình sẽ chế tạo một cây cung luôn. Ở đây, đây là một cây cung. Và chúng ta cần chế tạo mũi tên nữa. Mũi tên cần long vũ miệng đá và khúc gỗ nhỏ. Hình như là mình thiếu long vũ rồi. Long vũ, thì long vũ thì mình phải cần giết mấy con gà đó mọi người. Đây, đây cây cung đây, mình thiếu long vũ miệng. Cái long vũ miệng thì mình phải đi ra săn một vài em bé gà thôi. Và ở phía đây có một em gà luôn nè, sẵn tiện qua đó đánh cái bé gà này luôn. Rồi, này thì và có lôi ra, đó, lôi ra một long vũ rồi nè. Và bên đây giết bé heo để mình lấy thêm ít thức ăn luôn. Và mình sẽ đi vòng vòng coi thử có thêm bé gà nào không để mình lấy thêm ít long vũ chế tạo mũi tên luôn đó mọi người. Và tí mình sẽ sang gọi khiêu chiến Wanto luôn. Này thì dám chôn mưa chúng tôi, phá nhà của mình các thứ nữa, rất là cay luôn. Và để bây giờ mình sẽ nghĩ nghĩ xung quanh thử. Và hy vọng có thêm một bé gà nào nữa đi. Mình đi nãy giờ rồi mà chả thấy một bé gà nào thêm nữa hết, rất là cay luôn. Đây đây, có thêm mấy gà rồi nè. Rồi, giết cái mấy gà này luôn. Và được long vũ không? Không được long... ở dưới đây nè. Đây, cộng long vũ ở dưới này. Và thêm một cộng long vũ nữa. Long vũ miệng. Và không biết là còn nữa không? Phía bên kia luôn, khá là xa luôn đó. Và để bây giờ mình sẽ sang đánh luôn cái mấy gà này. Ok. Ở dưới đây có một hệ thống hang khá là phức tạp luôn. Nhưng mà bây giờ mình phải tập trung cho việc gọi là trả thù Monster mới được. Để bây giờ có mấy gà này luôn. Này thì gà, ok, giết thật là nhiều gà và để kiếm long vũ đó mọi người, để mình có thể chế tạo nhiều mũi tên một xíu để tí nữa có thể đánh bắn từ xa. Ok, và để bây giờ mình giết hết mấy em bò này luôn. Này này thì bò với chúng tôi. Và đây, ở đây có một mấy gà nữa. Mình thấy mình hơi bị sát xanh một tí xíu, nhưng mà thôi, bởi vì mục đích trả thù Monster nên mình hy sinh một xíu vậy. Nhưng mà ở đây có xác kìa, từ từ để mình đào hết đám xác này luôn thể. Có xác thì mình đào bớt luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ hiện tại thì mình có 6 cái long vũ. Không biết là đủ chưa ta. Rồi, để bây giờ mình mang cái túi phản lực và mình bay về. Ok, và bây giờ mình sẽ chạy về nhà một phát luôn. Ở đây có hoa hướng dương này, sẵn tiện đập cái hoa hướng dương này luôn. Rồi, và trước mặt mình không biết là hy vọng trên đường về mình sẽ tìm thêm được một vài bé gà nữa. Rồi, và không có bé gà nào luôn, toàn là mấy em bò không à. Rồi, và mình đã về tới nhà rồi, và bây giờ mình sẽ chế tạo vài cây mũi tên. Mũi tên thì chúng ta cần khúc gỗ và mấy cục đá. Đá thì khúc gỗ, đá thì mình cần chế tạo từ mấy cái phiến, mấy cục đá này là được rồi. Và chúng ta cần chế tạo thêm mấy que gỗ nữa. Rồi, và chế tạo thêm đá luôn. Đây, rất là nhiều đá luôn. Rồi, và bây giờ được 12 cái mũi tên. 12 cái đủ chúng ta. Mình thấy khá là ít luôn á. Nhưng mà chắc mình không có dùng nhiều đâu, bởi vì Monster có né cũng khá là nhiều nên chắc chủ yếu cũng là sẽ sử dụng cần chiến nhiều thôi. Và để bây giờ mình sẽ cất mấy cái đống đồ linh tinh này vào trong rương nha. Để bây giờ mình sẽ thu thập mấy cái trong tập trước mình có lấy đó mọi người. Sắt đồ nè, vàng rồi nè, và ở đây là đá điện. Và nung mấy cục này lên luôn. Rồi, và chắc bây giờ mình sẽ cất bớt đồ vào trong, dọn dẹp cái ba lô của mình một phát luôn nha. Alo, ông Tính có nhà không? Alo, alo. Ai thế ta? Alo, thì ra.
ông lấy kim cương của tôi đúng không? Ông đốt đốt nhà của tôi đúng không? Không, tôi chỉ định làm bẫy cho ông chết thôi, nhưng mà ai ngờ cháy nhà. Tôi không tin, tôi không tin. Cháy tè la luôn, không không thèm ra nhận lỗi luôn mà. Cái chuyện này không thể giải quyết bằng lời nói được rồi. Chúng ta chỉ cần giải quyết bằng vũ lực thôi. Cung tên nè. Đâu rồi? Ui né hết. Né nè. Cái này thì né quá chút thôi. Ông chết rồi, ông chết rồi. Ông muốn chiến đúng không? Chiến nè, chiến nè. Đâu đâu. Này nè. Né đi đâu à? Bị đồ dữ vậy. Né đi đâu à? Giờ có con khủng long luôn à. Đợi đây lại. Này nè. Dám phá nhà của chúng tôi nè, dám phá nhà tôi nè. Ông nè. Lấy kim cương. Dám phá nhà tôi nè. Lấy kim cương tôi nè. Ông trả. Quay lại đây, quay lại đây, quay lại đây. Ôi, né liền đó chứ. Nè. Ôi giời ơi, đây 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 đây. Sao mà ông bắn được? Này thì nha. Phá nhà, đốt nhà nè. Ông bay vô đây phá được không? Đốt nhà nè. Ủa có con gì nữa vậy? Có con gì nữa vậy? Con này ông lo chạy đi. Ông chuẩn bị ông rồi. Ông chơi với con gì không à? Không được. Nhảy nè. Tôi nấp chân cây, tôi nấp dưới cây, tôi nấp dưới cây. Đây rồi. Đây. Ông không dám đánh bé tôi nè. Đâu, quay lại đây, quay lại đây. Này, phá nhà này. Né, né. Phá nhà. Phá nhà nè. Phá nhà. Quá vậy. Phá nhà nè. Tôi chạy. Ông chạy đi đâu? Ông chạy đằng trời. Chạy đằng trời. Sao mà giết được tôi? Quay lại đây. Coi tôi phá nhà ông nè. Ông đâu mất tiêu rồi? Ê! Ông nè. Không mất tiêu rồi, đâu mất tiêu rồi. Trốn đi đâu cho được. Ông thấy tôi cầm cái gì không? Không. Ông sao? Ông làm gì? Ông tính làm gì hả? Ông tính làm gì? Bỏ dao xuống. Ông bỏ cái đó xuống trước. Ông bỏ cái đó xuống trước. Ông tính đánh bom cảm tử hay gì? Này thì đánh rồi. Nhảy rồi. Này thì đánh. Úi giời ơi, đau quá. Nhảy đi đâu. Ông bài đúng không? Ông bài à. Trốn đi đâu? Mày đâu? Trốn đi đâu? Hay lắm. Ông trốn đi đâu? Ông trốn đi đâu? Chết chơi hết tên rồi. Xong ông rồi. Xong ấy. Xong ông rồi. Okay, ông trốn đi đâu? Tự tử vậy. Ông trốn đi đâu hả? Quay lại đây. Tôi sẽ chạy cho. Tôi đánh cho ông hư cái đó luôn. Ê thôi không dùng cái đó nữa, sắp hư rồi. Này. Ôi là cũng biết sợ rồi. Quay lại đây. Né liền. Đó. Này thì
Khoan. Cái gì? Sao? Cứ chém nhau từ ngày này sang ngày khác vậy hả? Cũng đúng, chém tiếp. Khoan. Cái gì nữa? Bây giờ tôi có một cái cách này. Nó nhanh hơn. Bây giờ đợi ông đứng đó đợi tôi xíu đi. Cái gì đây ta? One hour later. Đây, ông thấy cái gì tay tôi không? Đâu, tôi không thấy gì hết. Đây chính là boomerang. Không cần cái gì vậy? Đó, wow. Tôi dùng 1-1 bằng boomerang đi. Bây giờ có vẻ hợp lý đó ta. Đúng, bây giờ á, ai là người chết là người đó thua, ok chưa? Ok. Nếu mà tôi á, phải có điều kiện nha. Điều kiện gì? Ông nói đi. Nếu mà tôi thắng ông trả kim cương cho tôi. Còn nếu mà tôi thua ông, tôi tặng cho ông cái trứng con rồng tốc độ của tôi. Đâu? Đây, nó sắp đẻ được rồi đó, bây giờ nó đẻ được rồi đó. Để tôi suy nghĩ. Không biết tôi có lời trong vụ này không ta? Hơi bị lời luôn, trứng này đẻ lâu lắm. Nghe có vẻ hợp lý ta. 100 năm nó mới đẻ đó. Ồ, vậy luôn, ok đi. Đúng, đi. Ok. Tôi thấy cái chỗ này cũng trống vắng nè. Qua chỗ này như cái đấu trường luôn. Ông thay cái bộ đồ đi, ông quýnh. Ông quýnh từ lúc ông mặc bộ đồ xong bây giờ ông ở chuồng luôn rồi kìa. Ok, để tôi cởi đồ. Ông cởi đồ cũng được, ok. Đây, đứng xa xa đó. Ông đứng xa xa đó. Rồi, ok. Đi xuống chỗ này, tôi thấy chỗ này hợp lý nè. Đây. Ở dưới đó, ông phóng một cái là boomerang nó dính vô gốc cây là khỏi chơi đó. Vậy hả? Thôi, chơi chỗ này luôn. Đồng không mong quạnh. Ok, đây. Ok nha, từ từ để tôi ăn cái đã. Ok. Đây, chơi bưởi vô. Rồi, đếm nha. Đếm đi. 2, 3, vô. Sao nó bay kiểu kỳ vậy? Đúng rồi, đúng nó bắt cây rồi. Ông xong ấy kìa, nó quay ngược rồi kìa. Đâu? Con mới răng tôi đâu? Dính cây kìa. Đây. Đó. Mất cây rồi. Dạ, xin qua. Từ. Chạy đi. Ơi. Ôi, cái boomerang nó mạnh kìa. ngon lành. Tôi không chịu thua. Cái gì? Tôi không chịu thua. Ông chơi dơ. Tôi không chịu thua. Ê, đứng lại. Đợi đó đi, tôi sẽ báo thù. Đợi đó đi. Ông báo thù. Đợi đó đi. Tôi sẽ báo thù. Chú mi nha. Mị sẽ báo thù, chú mi nha. Thì ra ông chơi dơ à. Ok, để một khi nào đó tôi báo thù ông. Ok mọi người, thì mình đã quay trở về nhà rồi nè mọi người. Nãy giờ thì mình quên bấm nút quay nên mình đã chế tạo rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà lúc mình ra thì mình nhận ra là mình chưa bấm nút quay. Thế là mình mất khá là nhiều đoạn luôn á. Rồi vậy Monster cứ lâm le ở ngoài nhà mình là mình sợ hết thật. Không biết Monster có biết mình ở trong này không nữa. Thì lúc nãy thì mình đã có chế tạo rất là nhiều đồ. Chế tạo một cái hộp phụ ma nè, một cái chạm sửa chữa. Và cuối cùng là mình chế tạo rất là nhiều cái trục quyển ma lực này để mình có được những cái hiệu ứng thật sự mạnh cho cái kiếm năng lượng của mình. Monster cứ lẩn quẩn ở đó, khá là sợ luôn. Monster chơi trò kỳ cục, chơi trò ném boomerang, mình không phải thế mạnh của mình tí nào. Thế mạnh của mình là cầm kiếm chém nhau mà. Mình chế tạo rất là cây kiếm khá là mạnh luôn nè, có đốt cháy các thứ. Để bây giờ mình sẽ với cái kiếm này, với cái phụ ma của nó là thợ săn người, sắc nhọn và đốt cháy nên sức tấn công cũng khá là mạnh luôn. Và để bây giờ mình ra mình kiếm em quái vật nào mình test luôn. Và với cái sức mạnh đốt cháy này thì mình có thể đốt cháy mấy em quái vật này và có thể đốt cháy mấy em động vật để ra thì chín luôn đó mọi người, không cần nung. Nhưng mà bây giờ trời đang mưa, không có hiệu ứng đốt cháy này có tác dụng không ta? Ồ, nó vẫn có tác dụng nha. Và rất là xịn sò luôn. Ở trên kia thì có một em nổ. Này em nổ. Nhưng mà không tìm ra được cái em quái vật lộn cái em. Nhưng mà mình chưa thấy cái em động vật nào để mình có thể bắt được nha. Nhưng mà chưa thấy cái em động vật nào để mình test sức mạnh với cái kiếm này. Ở dưới này thì chúng ta có thêm một em quái vật nữa. Né luôn. Và nãy giờ mình quên bấm nút quay hồi luôn đó mọi người, khá là xui luôn. Chắc bây giờ mình là YouTuber quên bấm nút quay nhiều lần nhất rồi. Khá là ngu ngốc luôn á. Mình quên bấm nút quay khá là nhiều lần luôn rồi.
khá là xui xẻo luôn. Và bây giờ mình đã sao khá là nhiều quái vật ta. Để bây giờ mình chạy về mình ngủ phát đã. Này thì quấn quá chúng tôi. Ôi trời ơi, mình đang bị hiệu ứng đốt cháy. Để bây giờ mình ăn một miếng đã, hồi máu là một phía xíu luôn. Monster cứ làm gì, làm trò hề trên mái nhà đó, khá là không hiểu Monster luôn, làm mình sợ thật sự. Né cho em này đi một phát, rồi và quay lại chém thôi. Ok, và Monster cứ thức dậy, mình không có thể ngủ được, khá là cay cú luôn. Mình đang gọi là trong mối quan hệ phức tạp với Monster, mà là không có thân thiện mấy nên không thể kêu người ta đi ngủ được, mình phải sống chung với lũ bằng cách thức khuya luôn. Rồi thôi, thế bây giờ mình sẽ nghĩ có thể có em động vật nào không để mình đánh, để mình test cái sức mạnh của cái kiếm này, có thể có ra đồ chính không. Bên này có một em gà nè, để bây giờ mình sẽ test sức mạnh luôn nè. Đánh em gà này thì sẽ rơi ra hai miếng thịt đùi gà quay chín đó, thì mình có sẵn hai miếng trong người rồi, phải là lên 4 miếng, rất là xịn sò luôn nha. Mình phải ở dưới đây có một cái hang nữa nè, khá là nhiều hang luôn nha. Và trong người mình đã, cũng đã phụ ma khá là nhiều đồ luôn rồi. Và trong đó mình thấy một cái gọi là đào may mắn đó, cái đó có thể phụ ma với cái mũi kho của mình. Thì trong thời gian tới mình sẽ em nào đánh mình vậy, em nhẹ này đang nói mà. Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng đi mai thật nhiều để mình có thể tìm ra được những nguyên liệu để có thể nâng cấp sức mạnh của bản thân. Rồi chúng ta sẽ quay lại báo thù Monster. Này thì chơi không đẹp với chúng tôi, chơi cái trò gì mà ném boomerang, mình không có giỏi cái trò đó tí nào. Ui sao tự nhiên nổ banh xác luôn rồi. Khó chịu, khó hiểu thật sự. Này thì nổ này, cái đó là cái trò mà Monster chắc tập luyện từ trước rất là nhiều luôn rồi hay sao á, chơi rất là thuần phục luôn, một phát là ném chết mình mất tiêu. Trong khi đó thì mình ném hoài chạy chúng thế nào còn mắc cả cây nữa chứ, đó là cây cú luôn á, không hiểu thế nào. Rồi và bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay á thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Ok, thank you mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.